Thời gian qua trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung có nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông hay xảy ra các vụ va chạm và tai nạn giao thông. Trước tình trạng trên, Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát và có phương án xử lý, xóa bỏ các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông này. Qua kiểm tra, rà soát trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Hà Trung có hai điểm có nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông là km 302+800 đến km 302+900 tiểu khu 2 thị trấn Hà Trung ngay trước cổng chợ Đò Lèn. Công an huyện Hà Trung cho biết từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024 tại đây đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 1 người và gần đây nhất vào ngày 6 tháng 10 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong. Còn tại km 299+100 đến km 299+400 thuộc địa phận tiểu khu 6 thị trấn Hà Trung, từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024 đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm bị thương 1 người. Thực tế cho thấy những điểm này là khu vực các ngã ba, ngã tư có mật độ tham gia giao thông cao nhưng lại thiếu biển cảnh báo, chỉ dẫn đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng. Chúng tôi cũng rất mong rằng là trong cái thời gian sớm nhất bằng các cái biện pháp kỹ thuật, các cơ quan ban ngành cấp trên tạo điều kiện hỗ trợ đối với thị trấn để xử lý giải quyết các cái điểm thường xuyên gây tai nạn giao thông này. Xác định việc xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung, Trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương và Công an huyện Hà Trung kiểm tra, rà soát lại các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để có phương án xử lý. Sau khi thống nhất đã đưa ra các giải pháp như lắp đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc, thu hẹp điểm mở quay đầu tại khu vực chợ Đò Lèn, bổ sung hệ thống chiếu sáng. Văn phòng cũng đang đề nghị là Công an huyện Hà Trung cũng như là Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cung cấp hồ sơ để lập hồ sơ điểm tiềm ẩn, điểm đen, đề xuất cấp có thẩm quyền để phê duyệt để cải tạo hai cái nút giao này, đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến. Hiện nay, Văn phòng Quản lý Đường bộ 2.1 đang khẩn trương lập hồ sơ xin Cục Đường bộ phê duyệt phương án xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Hà Trung. Tuy nhiên, trong khi chờ phương án được phê duyệt, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ để kinh doanh buôn bán, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.